Nhược hoạn truyền thi quỷ khí, phục thi liên bệnh giả, thụ chuyết cụ la hương, chủ tam thất biến, thiêu huân tỷ khổng trung, hữu thủ thất hoàng như thỏ phân, chủ tam thất biến thôn, tức sái, thần tử nhục ngũ tân cặp ác mạ, nhược thủ mana hy la, hòa bạch giới tử, ấn thành diêm, chủ tam thất biến, ư bệnh nhi sàng hà thiêu, kỳ tác bệnh nhi, tức ma xế binh tẩu, bất cảm trú giả, chủ mana hy la, tức hùng hoàng. Việc dịch: nếu bị loài quỷ truyền thi, phục thi làm bệnh, dùng hương chuyết cụ la, tụng chú 21 biến, đốt xong vào lỗ mũi, lại lấy 7 phần hương, ước lượng bằng phân thỏ, cũng gia trì chú 21 biến mà uống, bệnh sẽ lành. Cẩn trọng bệnh nhân phải kiêng rượu, thịt, ngũ vị tân và mắng chửi. Một phương pháp nữa là dùng vị mana hy la hòa với bạch giới tử và muối ấn thành, gia trì chú 21 biến, rồi đem xong đốt dưới giường người bệnh. Quỷ liền vội vã trốn chạy, không dám ở. Mana hy la là vị thuốc hùng hoàng. Lược giảng: nếu bị loài quỷ truyền thi, phục thi làm bệnh. Loại bệnh này được gọi là căn bệnh tà. Người phương Tây không tin có loại bệnh này. Họ xem đó là chuyện hoang đường, bởi vì ở phương Tây rất ít xảy ra, còn ở Trung Quốc thì lại xảy ra rất nhiều. Tà bệnh tức là lúc đầu người đang khỏe mạnh thì bị ma nhập vào người. Đây gọi là quỷ nhập thân, cũng gọi là truyền thi, ma nhập. Như nơi đó có người chết, đến nơi đó thì liền bị có người phát bệnh. Đó là do có ma dụ sát người mà làm cho bị bệnh. Thông qua người còn sống đó để nói chuyện, giọng nói của người đó cũng giống như của người đã chết. Ví dụ, nếu người chết là một ông già, nhưng loại quỷ này nhập vào người nữ, bây giờ thân thể của người nữ nhưng lại có giọng nói và tác phong cử chỉ thì là của ông già. Có rất nhiều căn bệnh như vậy ở Trung Quốc. Căn bệnh được gọi là do quỷ truyền thi tác quái. Còn phục thi là quỷ dựng thay ma, là một người sống lại sau khi chết vài ngày, nhưng không phải là người đó còn sống, mà là một loại linh hồn xấu nào đó đã đến nhập vào xác chết đó. Loại bệnh này người bình thường không cách nào chữa khỏi, cho người bệnh uống thuốc gì cũng không trị khỏi, cho nên gọi căn bệnh này là truyền thi quỷ khí. Dùng hương chuyết cụ la, tụng chú 21 biến, lấy an tức hương, niệm chú đại bi 21 biến, đốt xong vào lỗ mũi, sau đó đốt hương rồi xong vào lỗ mũi người bệnh, lại lấy 7 phần hương, lớn ước lượng bằng phân thỏ, cũng gia trì chú 21 biến mà uống, bệnh sẽ lành. Sau đó lại dùng an tức hương, nắn lại thành 7 viên thuốc, mỗi viên to bằng phân thỏ. Từng viên lại trì chú đại bi 21 biến nữa, rồi cho người bệnh uống thì bệnh sẽ lành. Cẩn trọng bệnh nhân phải kiêng rượu, thịt, ngũ vị tân và mắng chửi. Cẩn trọng tức là kiêng cử, đoạn tuyệt, kiêng cử ăn thịt, uống rượu, ăn ngũ vị tân, hành, hẹ, tỏi, ném, kiệu và mắng chửi người khác. Một phương pháp nữa, lại có một phương pháp khác, đó là như thế nào? Sử dụng mana hy la. Mana hy la là vị thuốc hùng hoàng ở Trung Quốc. Vị thuốc này chuyên dùng để xua đuổi côn trùng. Rắn rất sợ loại thuốc này, ma quỷ cũng sợ loại thuốc này. Vì loại thuốc này có mùi thơm, nên mọi người hay dùng để ngâm rượu uống trong ngày Tết Nguyên Đán. Hòa với bạch giới tử và muối ấn thành, đem hùng hoàng trộn với bạch giới tử và muối ấn thành. Bạch giới tử là một loại hạt thuộc họ cải. Muối ấn thành là tên một loại muối. Ở Việt Nam không có thì có thể dùng muối hột. Gia trì chú 21 biến. Sau khi trộn ba vị này với nhau thì tụng vào đó 21 biến chú đại bi, rồi đem xong đốt dưới giường người bệnh.
rồi đem đặt dưới giường của người bệnh, rồi đốt lên. Đốt ở đây là đốt cho có khói xông lên. Quỷ liền vội vã trốn chạy, không dám ở. Đốt xong như thế, quỷ liền co giò bỏ chạy, không dám ở lại, không dám làm cho người bị bệnh nữa. Ha ha ha,